Trong hai ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 8, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động của thành phố đạt nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành vượt mức 12 chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Thành lập mới 22 công đoàn cơ sở, kết nạp mới trên 4.000 đoàn viên, tặng nhà máy ấm công đoàn, hỗ trợ sửa chữa nhà cho công nhân viên chức lao động, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Trên 5.000 đoàn viên công đoàn, người lao động, gia đình chính sách được hưởng lợi từ các chương trình phúc lợi do công đoàn các cấp phát động. Nhiệm kỳ tới, công đoàn thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, người lao động, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, giải quyết kịp thời những vấn đề thiết thực mà công nhân, viên chức lao động, doanh nghiệp quan tâm.